cảnh mây trắng thấp thoáng lô nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu trở về ngọt ngào cành lê. Xôn xao nhịp váy đúng đường vang tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay, xa ba chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ, ai về cùng tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay, xa ba chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ơi xa gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ, ai về cùng em xa ba chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ơi xa trời bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ, anh về cùng em xa ba ơi xa ba ơi xa ba, đắm say bao tình ai về cùng xa ba.
không em? Chào 500 anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ có mặt tại bạn tại đâu? Vườn hoa Hồng Cổ. Vườn hoa Hồng Cổ. Sapa. Sapa. Sau khi cống hiến một con Mavic Mini cho khung cảnh đẹp thì giờ còn lại được gì? Giờ còn lại một đang quay bé ơi. Đây là chuyến du hí đầu xuân của hai vợ chồng Nghĩa Thục. Bà Bắp phía sau là vợ tôi, còn xoái ca phía trước đẹp trai vui ngời ngời là tôi đây. Và kinh nghiệm khi đi du lịch Sapa là gì? Không chuẩn bị mẹ gì hết trơn á, sách bít lên và đi. Thank you.
đây là tin nữ mắc tòa corona. Chung giường nhà anh trên đỉnh non xa, nơi mây về ngang qua nhà, mặt trời dậy muộn ban mai, chim vẫn vui trong bình minh, trời thương chợ lạnh đêm đêm, cúc vẫn nở hoa bên thềm. Nhà anh trên đỉnh treo leo, sương xuống đôi khi chung giường. Nhà anh trên đỉnh non xa, nơi mây về ngang qua nhà, mặt đời bận bịu lo toan, trăng vẫn soi hiên nhà anh, mặt đời hội ngộ chia tay, thác vẫn đổ mưa đêm ngày. Dù đông đi qua, dù xuân đi xa, hạ về bình yên quanh em, đồi xanh quanh em có hoa, nghe giọt mưa về tươi rừng già, xem đàn chim về vui vườn nhà, trời xanh mong manh khói sương đêm nhớ. Phải đi bên nhau nhìn mấy cao nguyên chiều ta, về đi trên đỉnh Ô Quý Hồ. Anh tặng em tình yêu thật thà, em tặng anh đàn con nhỏ. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Sapa, vì ngày mai là hai vợ chồng sẽ bay ra, sẽ đi xe ra lại Hà Nội và về lại Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến du xuân đầu năm. Hai vợ chồng già. Nhà anh trên đỉnh non xa, nơi mây về ngang qua nhà, mặt đời bận bịu lo toan, trăng vẫn soi hiên nhà anh, mặt đời hội ngộ chia tay, thác vẫn đổ mưa đêm ngày. Dù đông đi qua, dù xuân đi xa, hạ về bình yên quanh em, đồi xanh quanh em có hoa, nghe giọt mưa về tươi rừng già, xem đàn chim về vui vườn nhà, trời xanh mong manh khói sương đêm nhớ. Về đi bên nhau nhìn mây cao nguyên chiều tà, về đi bên nhau mà nghe thông reo gần xa, anh tặng em tình yêu thật thà, em tặng anh đàn con nhỏ dài, ở đây luôn luôn chúng ta một mái nhà.
niên quanh em, đồi xanh quanh em có hoa. Nghe giọt mưa về tươi rừng già, xem đàn chim về vui vườn nhà. Trời xanh mong manh, khói sương nềm nhớ. Về đi bên nhau, nhìn mây cao nguyên chiều tà. Về đi bên nhau, mà nghe thông reo gắn xa. Anh tặng em tình yêu thật thà, em tặng anh đàn con nhỏ dài. Ở đây luôn luôn chúng ta một mái nhà. Bye.
giấy đỏ ra. Và cả đỏ trắng. Mình ở trên mây rồi đúng không? Trên mây rồi, trên mây kia. Mây mà kia dưới à? Chúng ta sẽ xoay camera là từng chụp hình mấy cái. Dùng cái quay nữa. Phải nói là như là một phút lên tiền đấy. Chào, chào. Nhưng mà ai đúc kết, ai tìm hiểu cái đào hoa này. Ngày xưa nó có sự tích tràn đố và nàng quên ạ. Chồng nhưng mà lại cây nó có tán từng ấy như là có người chăm tỉa cây trúc lùn đâu em ơi, đây là cây xanh xanh thảm ở dưới đất này. Trúc lùn gọi là trúc lùn thôi, nó phải cao gần mét. Cây nó bé, cây nó chỉ bé như ngón tay thôi. Cây này thì chỉ mọc ở trong rừng thôi, không làm gì cả. Với cả là để nó giữ đất giữ ấy, nó không bị những cái vật liệu xây dựng lên đây mà làm công nhận đấy. Ngày xưa thì cái hệ thống này thì khi mà chưa có cái cát tời vật liệu thì hoàn toàn vận chuyển bằng sông Vệ, vì trong này không có cái phương tiện thì ô tô hay là máy bay thì làm được. Đúng rồi. Thế định khơn. Không chỉ đạo một khẩu. Lâu rồi. Cái dây gì đây? Dây cáp. Đây là dây cáp cái sao đây? Thank you.
thương rồi.